nên ta cứ nâng càng cao thoải mái, tức là rau rau dần thoải mái. Mới tắn này, lắm nó cũng mướn lâu này. Cứ thoải mái thôi. Rau mới sẽ thí cuộc thí thằng này. Phải ăn cho mình coi em chẳng chẳng say tiếng. Đây đây bạn bạn này. Bạn này cứ từ từ. Cứ từ từ à. Mày có mừng kinh này đi. Thật là bất sự cuộc thi bữa nay, bất sự cuộc thi bữa nay, đầu vui vẻ đầu là heo cải răn rồi này, vui vẻ thôi. Nó hơi nhạc ý ý mờ. Nhạc điện thoại nào. Hãy lúc tắm đi, hãy lúc tắm đi. Càng coi thoải mái cho này. Quay trang nà đến mít ta này mít thẻ nà. Hành nắm đẩy cơ là. Thôi đây hành tốt lần heo vì đây là một đề. Mình đã sắp riêng của đầu cái lũ tư đi nào cái lũ tư đó chứ đây hùng nghiêm đấy mày. Cái thoải mái đi. Nếu mà nên lấy cái này chắn rồi luôn. Nát làm bao giờ lại ảo ảnh trống này khi ông đại, tự nhiên thoải mái ông đại. Anh này trông rung mạnh mà. Anh này phải xếp máy các kiểu lên thoải mái. Quay thoải mái, quay thoải mái. Lát bây giờ tuần nào này cũng phần này. Mấy đèn nhấp nhảy dầm tung quán hát đi thôi. Lại bắn lô mẹ
Bà biết rồi heo rồi. Sơ. Muốn tin cơ thể lý vàng cơ nhai cái có tách muốn à muốn. Đâu luôn rồi chả biết đâu quay lão con lùng bích nát đều con lùng bích đều đấy. Nát hả lùng cái đầu. Nát thì nát. Na ni lo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ไปไหนนะเดี๋ยวไปไหน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 ไปไ
mừng anh lo tăng lâu đi ra nó thế này lên nè nó lên để nó vui thôi hả lo quá kia tâm vào đấy cái đấy nào nào bạn phải kêu về thì vậy bạn phải hẹp kêu vào đấy cũng phải vậy bạn phải lấy bao quen mười cái mét lăn rồi rất là khỏe đó. Oh.
đây bà bố. Này. Đây à sa lô ta ri lô mi lê. Sao có phải vậy? Điện thoại mua mày chống rông trên đấy trên đấy nhận trên mặt án một phim non nữa kẹp anh đi tăng người ta sờ phần đấy lấy là phá đảo đấy. Hơi mệt pa heo cây cờ nha phải cân nhất hạt karaoke lên à lại hạt từng half phút trip phút đồng giờ phải mày cân nhất hạt karaoke vì nhạc này mi thu đây nong ở nhạc thôi trực tiếp à trực tiếp không nghe cái nào nó giàu cái nào đầy đấy nghe cái nào đâu giờ đâu biết lo liều, cái háo nó vừa, cái này màu nó mới đẹp đâu.
Đây là cái gần đục là